Good morning, xin thân chào các bạn thân mến. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn chủ đề Con thỏ đại họa nền nông nghiệp Úc. Các bạn thân mến, đây là một chủ đề rất lạ, không phổ biến nhưng lại là có thật ở Úc các bạn ạ. Mỗi năm nền nông nghiệp Úc thiệt hại gần 200 triệu USD do đại họa của con thỏ gây ra bởi nền nông nghiệp Úc. Chúng ta thử tìm hiểu về đề tài này như thế nào các bạn nhé. Các bạn thân mến, cách đây 164 năm, kể từ năm 1859, một người Anh đã mang 24 con thỏ đến Úc. Và đến năm 1788, năm con thỏ kế tiếp được đưa vào Úc trên tàu hải dương của Anh. Tức là trong thời gian đầu, một người Anh chỉ mang 24 con thỏ đến Úc, và sau đó một cái tàu hải dương năm 1788 mang thêm 5 con thỏ nữa, mục đích đến để thả vào cái rừng ở Australia, tức là nước Úc bây giờ. Bởi vì khi khai hoang nước Úc, người Anh tìm thấy rằng ở xứ này lùa thỏ rất hiếm, do đó một số người đã mang những con thỏ hoang dã từ nước Anh đến Úc để làm săn bắn. Điều đáng chú ý là năm 1859, Thomas Austin mang đến Úc 24 con thỏ từ Anh đến nông trại ở tiểu bang Victoria, cách thành phố Geelong ở phía tây khoảng 40 km về phía tây các bạn ạ. Tức là trong những cái farm ở xa thành phố Melbourne, cách thủ phủ Geelong, thành phố biển khoảng 40 km về phía tây, và người ta đã thả 24 con thỏ ra cánh đồng bao la của Úc và trên thảo nguyên mong manh và những cánh rừng xa ở miền tây thành phố Melbourne. Chỉ có 24 con thỏ ban đầu, nhưng một sự thật sau này nghiên cứu được, đây là một tai họa đáng tiếc đã xảy ra đối với nền nông nghiệp Úc. Theo nghiên cứu của Đại học New South Wales, những con thỏ ban đầu này đã gây ra một thảm họa cho nền nông nghiệp Úc cho đó ngày hôm nay. Trong những cái thảm họa đó, thứ nhất là do đàn thỏ sinh sôi nảy nở theo cấp số nhân rất là nhanh, và thứ hai nữa là lò thỏ gặm nhấm tất cả các cây trồng nông nghiệp ở Úc qua những cái farm, làm thiệt hại rất nhiều. Và thứ ba là đàn thỏ đào hang và tìm kiếm những cái củ quả của các farm như khô tây, cà rốt, vân vân, và làm hại nền nông nghiệp của Úc về thu hoạch sản phẩm lúa mì và khô tây rất nhiều các bạn ạ. Theo thời gian đầu, trong vòng từ 2 đến 3 năm, bầy thỏ từ 24 con sinh sản lên hàng nghìn con với tốc độ nhanh chóng cấp số nhân. Đây là một điều khủng khiếp các bạn. Người ta không ngờ rằng chỉ có 24 con thỏ ban đầu mà sau vài năm đã sanh tới hàng nghìn con với vận tốc cấp số nhân. Đến cuối thập niên 90, đàn thỏ hoang này cũng đã sanh ra nổi khắp các vùng của tiểu bang nước Úc. Có nghĩa là vì nước Úc là một nước miền đồng cỏ hoang vu rất rộng và bao la thảo nguyên mênh mông với những cánh rừng và nhiều cây, do đó đàn thỏ thích hợp với khí hậu và sinh sôi nảy nở rất nhanh. Sau đó vài năm, số lượng đã lên hàng chục ngàn con các bạn ạ. Trung bình mỗi năm tăng diện tích sinh hoạt mở rộng trên 100 km mỗi năm trên toàn nước Úc. Có nghĩa là sự bành trướng diện tích mở rộng của đàn thỏ phát triển từ 24 con lên đến vài chục ngàn con, và mỗi năm di chuyển
với bán kính 100 km trên cái phát triển diện tích của thỏ sinh sản và sinh dưỡng. Đây là một điều rất là lo âu của các nhà nông nước Úc các bạn ạ. Đây là sự phát triển vô cùng của đàn thỏ. Từ 24 con ban đầu của nhà Thomas Austin đã mang đến Úc ban đầu từ năm 1859 với tốc độ nhanh chóng so với những loài động vật khác. Lúc đầu 24 con thỏ này người ta chỉ nghĩ rằng thả ra vùng hoang vu sa mạc và để săn bắn, nhưng không ngờ sự phát triển và rất nhanh chóng theo cấp số nhân làm ảnh hưởng đến mùa màng và cái ngành nông nghiệp ở Úc rất là nhiều thiệt hòa khi đàn thỏ phát triển các bạn ạ. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí National Academies of Science cho biết những đàn thỏ này đã tàn phá nông nghiệp Úc trên toàn nước Úc rất là khủng khiếp. Theo các nhà khoa học nghiên cứu ở Úc cho rằng tất cả loài thỏ bắt được ở rừng và cánh đồng Úc cho thấy gen của thỏ giống với gen của 24 con thỏ thời Austin mang đến Úc. Giống thỏ xuất phát từ 24 con Thomas Austin mang đến Úc ngày càng thuần hóa và thích nghi với khí hậu và môi trường của Úc, nên chúng phát triển rất nhanh chóng với vận tốc cấp số nhân và ngày càng mở rộng và những cánh rừng xa xôi và những thảo nguyên mênh mông của nước Úc. Theo thống kê của các nhà khoa học cho thấy những lần đại dịch về động vật nhưng loài thỏ vẫn vượt qua và không ảnh hưởng gì đến sự phát triển của loài thỏ hoang ở nước Úc các bạn ạ, và gây ảnh hưởng đến hệ thống động thực vật Úc. Mỗi năm ước tính nền nông nghiệp Úc đã bị đàn thỏ gây thiệt hại gần 200 triệu USD. Đây là một cái số lượng thiệt hại rất lớn cho ngành nông nghiệp Úc mỗi năm. Những việc mà loài thỏ hoang dã ở Úc đã tàn phá nên nền nông nghiệp Úc. Theo nghiên cứu của PNAS, năm 2022 có khoảng 200 con thỏ hoang. Năm 2022 có khoảng hơn 200 triệu con thỏ hoang đang hoạt động sinh sống trên toàn nước Úc. Có nghĩa là từ 24 con ban đầu đến năm 2022 số lượng thỏ lên đến 200 triệu con thỏ hoạt động trên toàn nước Úc. Chúng ăn tất cả các loài thực vật cây trồng của các nông gia Úc tại các doanh nghiệp và doanh trại ở farm như trồng rau, củ quả và các vườn trái cây ăn quả. Bởi vì nông trại lại quá rộng, không thể rào chắn bởi vì loài thỏ này có thể leo trèo lên cao và vượt hàng rào hay đào hang xuyên qua để vào nông trại vào ban đêm cũng như ban ngày, phá hoại nông nghiệp rất là khủng khiếp đối với ngành nông nghiệp Úc các bạn ạ. Thỏ hoang dã này ở Úc không có loài động vật nào cao hơn để tiêu diệt hoặc ăn thịt con thỏ này để cân bằng sinh thái, vì mùa môi trường thiên nhiên thích hợp với loài thỏ đầy đủ mùa tài nguyên, thỏ sinh sản rất nhanh và tốc độ sinh sản của thỏ rất cao. Theo nghiên cứu, mỗi năm thỏ sinh sản đến 4 lần, mỗi lần sinh từ 5 con thỏ nhỏ, trung bình tới độ sinh sản 3-4 tháng. Do đó đến nay đàn thỏ đã hơn 200 triệu con, phá hoại mùa màng nông trại ở farm rất khủng khiếp. Có nghĩa là qua một đêm những cái đàn thỏ đã càng qua những cái farm nông trại sẽ càng quét cắt cắn tất cả những lá những cái rau của các cái nông trại và đồng thời đào phá những củ quả của nông trại và đồng thời nó làm những cái hang để đào bới những củ quả, làm phá hoại nông nghiệp của nước Úc rất khủng khiếp trong một đêm qua những cái lần càn quét của các đàn thỏ các bạn nhé. Mặc dù các nhà nông ở farm người ta đã trồng những hàng rào nhưng không thể được bởi vì diện tích farm quá rộng và loài thỏ leo trèo rất cao và rất nhanh, do đó không có thể cưỡng lại được loài thỏ các bạn ạ. Theo nghiên cứu khoa học công nghiệp Úc CSIRO, đây là một cuộc xâm
chiếm phá hoại sinh thái và nền nông nghiệp Úc nhanh nhất và phạm vi mở rộng mỗi năm, bán kính mở rộng 110 km trên đất Úc, tiến dần và bành trướng phát triển sinh sôi nảy nở. Ở đây, ngoài ra, loài thỏ đã càn quét các farm nông trại và mỗi đêm cắn phá tất cả các rau củ quả, đồng thời chúng đào những cái hầm hố rất sâu và ảnh hưởng đến xóa mòn các cái nông trại và đồng thời hệ sinh thái, làm cho môi trường sinh thái thay đổi rất nhiều bởi gà đàn thỏ các bạn ạ. Loại thỏ này công phá nền nông nghiệp Úc từ các farm trồng trái cây, rau, củ quả, kể cả những loại cây trồng với mức độ quá cao. Hàng năm, ngành nông nghiệp Úc bị phá hoại khoảng 200 triệu USD bởi vì loài thỏ hoang này phá hoại mùa màng của nước Úc một cách quá các nhà nghiên cứu của chính phủ Úc, các nông gia Úc dùng nhiều phương pháp để cản trở sự phát triển của loài thỏ, như xây dựng hàng rào bao quanh nông trại để cho thỏ không tấn công vào các farm và nông trại. Tuy nhiên, loài thỏ leo lắc cao và chạy rất nhanh, do đó không có cái hàng rào nào mà cản trở được loài thỏ các bạn ạ. Bởi vì diện tích farm rất rộng và nông trại rất bao la, do đó không thể giải quyết bằng những hàng rào chăn ngắn các loài thỏ này. Bởi vì đàn thỏ hoang này rất thích hợp với môi trường và khí hậu ở thảo nguyên và những cánh rừng, do đó sinh sôi nảy nở rất nhanh và hệ số sinh sôi nảy nở càng nhiều, làm cho cái lượng thỏ rất quá nhiều, do đó ảnh hưởng đến phá hoại mùa màng ở Úc rất cao. Loài thỏ ngoài ra gặm nhấm tất cả các loài thực vật trái cây trong nông trại phá hoại mùa màng, còn đào hoang đào hang dưới đất để phá hoại những loại cây như khoai tây, cà rốt, vân vân. Ngoài ra làm xóa mòn phá hoại môi trường sinh thái, khi mùa mưa đến thì các cái lỗ của con thỏ này đào ra sẽ làm cho ảnh hưởng đến môi trường sinh thái khi nước mưa tràn xuống các bạn ạ. Đôi khi làm đất đồi thoái hóa dần. Nếu các bạn mỗi lần đi đi du lịch hoặc là chúng ta đi picnic ở miền quê thì chúng ta thấy rằng những đàn thỏ chạy qua ngõ con đường hoặc là những cánh rừng và rất nhanh, và điều này chứng tỏ rằng nếu chúng ta không cẩn thận sẽ đi gấp ngã bởi vì dưới chân là những hang thỏ rất sâu và chúng đào hố rất nhanh các bạn ạ. Đây là một cái điều phá hoại nền nông nghiệp Úc rất khủng khiếp bởi đàn thỏ. Sức đề kháng của loài thỏ hoang ở Úc rất mạnh và thích nghi với môi trường, nên các nhà sinh vật học ở Úc đã đưa ra nhiều phương pháp sinh học để giảm bớt đàn thỏ nhưng không có đạt kết quả. Có nghĩa là vì sự phát triển của đàn thỏ quá nhanh, sau thời gian dài số lượng thỏ đã lên 200 triệu con, làm phá hoại rất nền nông nghiệp ở Úc rất nhanh và rất nhiều. Do đó các nhà khoa học đã đưa ra các phương pháp để điều chỉnh sự phát triển của thỏ nhưng cũng không giải quyết được bởi vì loài thỏ rất thích nghi với môi trường và địa hình thảo nguyên của nước Úc rất rộng và bao la nên không tìm cách giải quyết được các bạn ạ. Có những kế hoạch chính phủ xây dựng những hàng rào chặn thỏ chạy về phía tây nước Úc với chiều dài khoảng 3.000 km vẫn không đạt được hiệu quả, bởi vì sự bành trướng của thỏ theo cái cấp số nhân và môi trường rất thuận lợi cho tất cả các loài thỏ. Do đó chính phủ đã đề ra những kế hoạch xây những tường rào 3.000 km vẫn không đạt được cái sự phát triển và di chuyển của thỏ từ miền đông nước Úc sang miền tây nước Úc các bạn. Đây là một sự công phá mãnh liệt của loài thỏ bởi vì mỗi năm nó tăng cường diện tích với bán kính 100 km
rất là nhanh và môi trường phát triển mạnh và số thỏ rất cao, do đó làm cho người nông dân Úc không phản ứng kịp các bạn ạ. Do đó mùa màng của các nông gia mỗi năm thất thoát rất nhiều, bởi vì tất cả các rau, củ quả, các ngành thực vật đều bị ảnh hưởng bởi thỏ đã xâm chiếm và phá hoại tàn khốc đối với nền nông nghiệp Úc. Trước sự phát triển nhanh chóng của đàn thỏ và phá hoại nền nông nghiệp Úc đến lúc báo động, chính phủ Úc tiếp tục nghiên cứu các phương pháp để giải quyết vấn đề này. Điều này có nghĩa là các nhà khoa học đã nghiên cứu tìm cách thay đổi môi trường để giảm bớt sự sinh sản của loài thỏ. Tuy nhiên, với đàn thỏ phát triển quá nhanh và diện tích rất rộng, điều này cũng chưa áp dụng được các bạn ạ. Mà khác, môi trường sinh thái Úc, những động vật cao cấp hơn thỏ và ăn lại thịt những con thỏ này thì rất hiếm những động vật như vậy, do đó không cân bằng được sinh thái môi trường, do đó số lượng thỏ càng ngày càng phát triển rất đông. Ngày nay, tất cả các cái thực phẩm của Úc về lĩnh vực thịt thì danh sách trong đó có thịt kangaroo và thịt thỏ. Đặc biệt, thịt thỏ ngày nay cũng là một trong những món ăn đặc sản của người Úc. Qua những lần barbecue ở vườn nhà thì món thịt thỏ là một trong những món đặc sản cũng ưa thích đối với người dân Úc. Ngoài ra, những món thịt cừu hoặc thịt nai hay thịt kangaroo. Các bạn thân mến, đến bây giờ giới thiệu với các bạn về sự nguy hiểm và phá hoại của loài thỏ đối với nền nông nghiệp Úc là một điều tàn khốc các bạn ạ. Chính phủ đang có nhiều phương pháp để giải quyết vấn đề này. Tri Liêm xin thành thật cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video clip này. Đây là một điều khám phá rất lạ và rất tuyệt vời để các bạn trải nghiệm một đất nước Úc có những sự mới lạ như thế vậy. Đó là đàn thỏ phá hoại nền nông nghiệp Úc mỗi năm mất 200 triệu đô la Úc, đô la USA làm phá hoại nền nông nghiệp Úc. Đây là một điều mà chính phủ rất quan tâm và tìm cách khống chế phát triển của loài thỏ. Tri Liêm xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi về những cái ý tưởng này. Đây là những cái khám phá mới, các bạn sẽ thấy đây là một điều mới lạ, không phải không có, nhưng mà thật sự xảy ra ở Úc. Một lần nữa xin thân chào các bạn, chúc các bạn một ngày bình an và hạnh phúc bên người thân của mình. Xin hẹn gặp lại với các bạn trong những video clip sắp tới. From Tri Liêm, Melbourne, Australia, thân chào các bạn.